Chào Bon, em Tuấn chào quý anh chị nha. Đấy, thì anh chị nào mà cần mẫu xe bán tải, một con xe bán tải vừa phục vụ gia đình mà vừa đi công trường công trình thì đây là một con xe rất là hợp lý để phục vụ quý anh chị nha. Đấy, thì con này em đã trải nghiệm qua 6 tháng. Hôm nay em bán bằng chân cho quý anh chị nha. Bán bằng chân là sao? Là không lợi nhuận. Đó, bán không lợi nhuận cho quý anh chị. Về đồ chơi con này em lên bịt bùng rồi. Đó, tí nữa em sẽ vào phần đồ chơi cho quý anh chị mình xem nha. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi một vòng cho quý anh chị mình xem nè. Đấy, xe thì trang bị 4 mâm đúc rất là đẹp luôn. 4 lớp này em mới thay nha. 4 lớp đây em mới thay luôn. Đó, xe thì cực kỳ đẹp nha quý anh chị. Xe em bán ra em bao không lỗi cho quý anh chị nè. Máy móc con này thì zin 100% nha. Đó, zin nha quý anh chị. Đấy, xe chạy chuẩn 110 mấy ngàn cây. Em không tua đồng hồ cho quý anh chị luôn. Tại một con xe em đang sử dụng thì cần gì phải tua đâu. Đấy, thì xe thì trang bị cái gì? Trang bị mấy cái ốp rồi, nhìn rồi rất là hầm hố, rất là đẹp luôn. Trang bị thanh thể thao nữa nè. Đó, 4 lớp lát thì rất là dày luôn. Đấy, Ford Ranger Wildtrak, con này là bản nhập Thái nha quý vị. Bản nhập Thái, bản đặc biệt 3.2, 2 cầu. Đấy, anh chị nào mà con này thì bây giờ thì nó trong giá thị trường thì bán tầm cỡ 670-680. Hôm nay em bán không lợi nhuận luôn. Đó, có những chỗ bán con này trên 700 luôn. Đó, nhưng mà con này giờ em trải nghiệm rồi, em sẽ sang sẻ lại cho anh em mình cần nha. Đó, trải nghiệm xong rồi. Đó, đèn thì em dán đèn mờ, đèn khói rất là đẹp luôn. Đó, nhìn con xe nó ngầu, nó quặm hơn nha. Thanh thể thao thì con thanh thể thao này bữa em mua đâu 16-17 triệu gì đó, em mua mới nha. Thanh này thanh nhập Thái nha quý anh chị. Đó, thanh nhập Thái là nó có cái đai riêng này rồi nè. Đó, 4x4 hai cầu nè. Đấy, mâm đúc đồ rất là đẹp luôn. Đây, 4 mâm đúc này, ha, rất là đẹp. Lớp lép rất là dày quý anh chị, gầm bệ này. Đó, xe em đi em chỉ có chạy vòng mấy cái tỉnh em đi, chỉ có đi mua xe mua cọ thôi chứ cũng không có chở gì hết á. Đó, xe nội thất hầu như ghế sau không có người ngồi luôn nha quý anh chị. Đó, hầu như ghế sau không có người ngồi luôn. Đó, đây mấy cái đồ dụng cụ hàng ngày của em nè. Đó, còn bộ ghế nỉ rất đẹp này quý anh chị. Đây, đó, ở sau này nó có cổng sạc luôn nè. Đó, tròn nỉ luôn. Xe em đi thì em thích đời nỉ hơn. Ghế này quý anh chị có túi khí nè. Đó, trang bị túi khí quanh xe luôn á. Đây, tắp ly tắp lô rồi như xe mới luôn quý anh chị. Đó, keo chỉ cánh nè. Đây, keo chỉ cánh mấy cái đầu nè, zin hết 100% luôn. Đó, trang bị bệ bước luôn. Đó, màu trắng rất là đẹp luôn nha. Máy 3.2 hai cầu. Đây, mấy cái keo chỉ là chắc em cũng ít quay lại, giờ con xe em đang bảo đảm. Đó, lóc cửa nè. Đó, lóc cửa bên phụ chỉnh được luôn nha. Đây quý anh chị, còn chấm sơn luôn nè. Đó, quý anh chị nào mà thích mà mẫu xe này thì vui lòng alo cho Tuấn theo số điện thoại 0904804567 nha. Đây, đây là mấy cái nút cơ bản của xe nè. Đó, đầu zin nè. Đầu đây là zin zin nha. Túi khí nè. Đó, xe trang bị bịt bùng rồi, ghế nè. Đó, nách cửa nè quý anh chị. Đó, quý anh chị nào mà thích mẫu xe bán tải thì cứ alo liền cho em nha. Theo số điện thoại 0904804567. Mấy cái xi nhanh gương nè. Em cũng dán đen cho nó ngầu luôn. 3.2 nè. À, bốn vỏ con này đều lắm nha quý anh chị. Bốn vỏ quay gai dày rất là đều luôn. Đấy. Đèn nè. Đèn thì em độ bi cầu rồi. Bi cầu trước đó. Đó. Bi dưới nữa nè quý anh chị. Đó. Con này đi ban đêm không đối thủ luôn quý anh chị. Đó, đi ban đêm cực kỳ đẹp luôn. Đó, cực kỳ đẹp và nói chung là đèn đồ rất là sáng luôn. Xe thì em mới thay mặt ca lăng của Raptor nè. Đó, chủ Ford rất là hầm hố, rất là đẹp nha. Mang biển số 82. Đó, tất cả các xe bên em bán ra em sẽ bao rút hồ sơ cho quý anh chị, nên quý anh chị cứ yên tâm về vấn đề hồ sơ pháp lý nha. Đó, anh chị em nào mà xem được video của em thì cho một nút like vào kênh của Tuấn Ô tô Bình Dân nha, và một nút đăng ký nha quý anh chị. Đó, đèn nè khỏi cái bàn rồi, nhường lại đam mê cho anh em mình. Máy zin luôn nha, đặc biệt con này máy zin luôn nha quý anh chị. Đây, lớp lép nè, rất là dày luôn nè. Đó, bây giờ em sẽ mở cái khoang máy cho quý anh chị mình xem nha. Đây, đây là cái khoang bên tài nè. Đây, anh em nào trải nghiệm dòng bán tải rồi á thì mấy cái con quay trắc này chạy rất là sướng nha quý anh chị. Đây, chỉnh điện nè. Đó, ghế bên tài nè. Hầu như là xe đi chỉ có một mình em đi thôi, nên đi có một người với thằng bạn em hay đi làm từ nhà xuống dưới cửa hàng thôi, nên xe rất là đẹp luôn. Đây, vô lăng nè. Đó, trang bị túi khí nè. Cổ số nè quý anh chị.
Đấy, rất là đẹp nha. Xe thì có hỗ bị hỗ trợ này, chống chân trượt này, hai cầu, bốn cầu này, hai cầu trước, hai cầu sau này, rồi đây chống đổ đèo rồi này, hỗ trợ đổ đèo này, cầu này này, hai cầu này. Đó, mấy chế độ chậm nhanh rồi nè, tùm lum nè. Nói chung là em cũng không có dùng tới mấy cái chức năng này ghê đây đâu, cho chạy trong thành phố không à. Đó, còn gương kính thì gặp điện nè, chỉnh điện nè. Đó, đây cụm đèn này. Còn đây anh chị đi bên đêm á, mở đèn lên tự động nó pha, tự động mở đèn nha. Còn có gặp mưa đi tự động mà không, mà ví dụ nó không có chướng ngại vật đâu á, nó sẽ tự pha đèn lên nha. Đó, còn mà ví dụ như mà gạt mưa, anh chị mở một chế độ gạt mưa lên, nó sẽ có chế độ auto là gạt nhanh gạt chậm. Đó, xe thay mặt ga lăng đẹp quá anh chị ơi. Đấy, bây giờ em sẽ mở cái bô của anh chị nha. Đấy, mở lên em đẩy một tay thôi nha, em đẩy một tay lên cả hai cái ti nó chống lên nha anh chị. Đấy, máy móc thì con này zin nha anh chị, đặc biệt con này nha, nắp dàn cò nắp trước chưa ra nè. Đó anh chị dòm ốc nè, thấy không, nắp dàn cò nắp trước chưa ra luôn. Máy thì rất là đẹp luôn, khô ráo sạch sẽ. Một con xe đây, ốc cabo nè. Đó, nếu mà suy xét về vấn đề mà mấy con mà qua chắc mà 25 á mà còn nắp cò chưa ra và máy móc luôn zin á thì hiếm lắm nha quý anh chị. Mấy cái dòng máy dầu mà đó, mấy cái dòng máy dầu mà máy móc rồi chưa ra thì rất là khó luôn. Nhưng mà xe đây em lựa xe đi, em lựa xe đẹp em đi, sau này phải nhường lại em mê cho anh em mình sẵn phải xài. Đó, đinh tán đâu nè còn nguyên hết. Đó, ốc máy về đâu nè còn nguyên hết, không có động chạm gì nha quý anh chị. Ốc cabo này, keo chỉ nè, đó rất là đẹp luôn nha. Em bán cho quý anh chị luôn, hôm nay em bán giá thị trường đang là 689, hôm nay em bán sale cho quý anh chị 660 triệu, lấy lại hoàn vốn. Đó, hoàn vốn thôi. Đó, hoàn vốn cho quý anh chị luôn. Đây, máy móc thì khô ráo nha quý anh chị. Thì hiện tại thì xe đang nằm trại 392 đường DT743, khu phố Long Thành, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. Quý anh chị nào muốn xem xe và chạy thử thì vui lòng alo cho em nha. Đó, mình đi lại một vòng cái xe nha. Rồi không quên luôn, em đi lại cái gầm bệ của anh chị nè. Đây, gầm bệ nè quý anh chị, thấy không? Xe đi thành phố không à, lớp sơ cua còn dày luôn nè. Đó, gầm bệ nè, có nhiều chỗ còn chấm bảy màu luôn quý anh chị. Đó, thì anh chị nào cần thì alo cho em nha. Em cảm ơn quý anh chị luôn nha.